anh ơi, cho em hỏi là cái bơm này nè, sao thấy nó đâu có lớn mấy đâu mà bơm này là thấy không có lớn mấy đâu mà mình ráp cái động cơ to dữ vậy? Cái này mình đi là buôn đi lớn, găng ti thôi. Chạy găng ti thôi hả? Cái máy mình nó công suất nó lớn. Cái máy này bao nhiêu ngựa? Máy này 55 ngựa. 55 ngựa. Rồi cái bơm này nó sử dụng khoảng bao nhiêu ngựa thì được? Cái máy này như cái bơm này thì nó đây là nó có chiếc ngựa của nó 24 ngựa là nó kéo được. 24 ngựa hả? Đây. Hả? 22 đến 24 ngựa. Ồ, vậy cái bơm này cũng lớn dữ vậy ta? Đúng rồi. Công suất của nó chắc khủng khiếp lắm hả? Dân tải 6 mà. Hả? Nó là bơm dân tải 6 mà. Là dòng lớn nhất hả? Chưa. Chưa lớn nè. Nó là lớn nhất là 10. Sao mình xài mình ráp dân tải 10? Dân tải 10 thì ai yêu cầu mình lấy ra, con này thì ta chỉ là gắn 6 thôi. Ta gắn 6 thôi. Còn yêu cầu như cái máy này là nó kéo được dân tải 10. Như cái này thì bao nhiêu bộ anh? Bộ này hả? Dạ. Bộ 60 triệu á. 60 triệu. 60 triệu là động cơ dân ma, động cơ Isuzu. Isuzu 4 máy á. 4 máy. 50 mã lực. Bơm dân thể 22 ngựa. Dân thể này dân thể 6. Dân thể 6. Rồi mà cái này như cái máy này mình ráp dân thể 10 ok chứ gì? Được. Nó nhẹ nhàng mà, đúng không? Chạy găng ti thì sao? Nó đỡ hao dầu hả? Nó đỡ hao dầu hơn, nó nhẹ nhàng đi máy hơn. Nhẹ nhàng đi máy mà nước nó lên đều ha. Đúng rồi. Nó tống chắc đi xa. Cái này nó tống một cây số. Hả? Tống cây số. Nó tống được một cây số là khỏe re. Dạ, chạy không xịt khói. Dạ. Wow, quá ok ha. Rồi. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên lạc với nông cơ Nguyễn Nhân Châu. Cái này là mình chế nó đủ loại hết hả? Đủ loại hết. Ví dụ như bây giờ anh chế 20 ngựa có được không? Có. Nếu mà giờ mình chế giá nó tầm chừng khoảng 20-30 có không? Có, từ 25 triệu trở lên. 25 triệu trở lên đúng không? Rồi, rồi, dạ, rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Ở đây thì hiện tại giờ cái động cơ này của mình nhiều không anh? Động cơ thì nhiều, để hạn như chẳng hạn như động cơ Isuzu. Isuzu này là bao nhiêu ngựa, từ bao nhiêu ngựa? Từ 25 đến 30 từ 25 đến 30 ngựa. Ý là động cơ ở đây nhỏ nhất thì hiện tại giờ nó khoảng bao nhiêu ngựa? Khoảng 12 ngựa. 12 ngựa, một máy hai hai máy hay ba máy? Hai máy. Ba máy, bốn máy. Ba máy, bốn máy thì nó lên nữa. Giá nó tầm khoảng từ bao nhiêu trở lên? Giá thì khoảng chừng 6 triệu trở lên. Anh ơi, cái giá của động cơ này nó khoảng bao nhiêu triệu trở lên thì... Nó khoảng 6 triệu trở lên. 6 triệu trở lên hả? Dạ. Bữa nay là cái này mình trả hàng ngàn cái đó nè. Cũng giảm bớt rồi. Giảm bớt rồi hả? 700 cái gì đó. 700 hả? Thì nó là của thằng Kubota, Dân Ma, Isuzu, Komatsu có không? Có. Rồi máy thủy nữa. Máy thủy. Dân Ma máy thủy. Dân Ma có hộp số rồi. Dân Ma máy thủy, con này không có hộp số anh. Con này không. Nhưng mà không có hộp số thì mình bán giá rẻ hơn chứ. Rẻ hơn nhiều. Như một cái động cơ này thì khoảng nhiêu tiền anh? Con này 35 triệu. 35 triệu. Tính ra rẻ chứ ha. 4 máy 45 ngựa. Còn như cái mà có hộp số cái là gác vô là chạy thôi hả? Con nó gác lên chạy nó có số chẳng hết. Con này chắc lớn dữ anh. 65 ngựa. Nội địa Nhật hả? 70 triệu không anh? Đó, con này như con này 65 triệu. 65 ngựa, 65 triệu luôn. Con kia là 60 triệu. Con kia là 60 ngựa hả? Là 60 triệu, là máy thủy. Còn con kia máy thủy, máy gì? Con kia nó cũng máy thủy á. Nó cũng máy thủy luôn. Máy thủy là... Máy thủy là mình phân biệt nó ở điểm nào anh? Đang nước. Là cái bình nước. Là khi mà giải nhiệt là lấy nước biển lên luôn hả anh? Không, nước biển thì chạy vòng hoài, còn nó chạy vòng trong. Có nghĩa là cái nước mà này là nó nằm luôn trong máy. Còn cái nước biển, nước sông á là nó chạy hoài. Là chạy vòng ngoài, nó chạy chỗ nào? Vòng ở ngoài đây nè. Nó có đường ống à? Có đường ống. Có đường ống. Đâu, đường ống đâu? Là mấy đường ống nước đó nè. Đâu, ống này vô máy mà anh? Đây nè. Mấy đường ống nước đây nè. Vậy hả? Cái này không hiểu lắm nha. Không hiểu lắm á. Là máy thủy là nó có cái cách nước đó. Để em coi coi máy này có cách nước không. Nó không có nhưng mà nó vẫn là máy thủy. Con này bao nhiêu ngựa anh? Con đó là của hãng nào? Mitsubishi à? Hino à? Còn như này sao nhìn nó có vẻ cổ điển vậy ta? Mitsubishi Mitsubishi hả?
Bao nhiêu ngựa anh? Con này 100 ngựa. 100 ngựa hả? Con này bán chừng nào mới ra nổi ta? 100 ngựa. Có người mua á. Có không? À. Anh có bán này cái nào chưa? Ờ, bán biết bao nhiêu rồi. À vậy hả? 100 ngựa hả? 100 ngựa mình bán khoảng nhiêu tiền? Con này 35 triệu à. À rẻ vậy hả? Ở gần như con kia. Con kia tới 55 triệu rồi. À mà con này đời này là 35 triệu. À đời cổ 35 triệu. Con này cái này mới thử luôn anh. Không, mấy Mitsubishi. Cái này mình gán xe gì anh? Xe hơi mà cũng có người mua luôn. À ngộ ha. Cái kia nhiêu ngựa anh? Con này 100 ngựa. 100 ngựa. Với con đó nhiêu? Con này cũng 35 triệu rồi. À con kia cũng 35 luôn. Ngộ ha, rồi mấy con này? 30. À vậy cũng đâu có mắc gì đâu ta. 30 luôn. 30 luôn. Hình như con này? Con này 35. Mitsubishi, trời ơi. Này xài, cái này xài gió. Cái này giải nhiệt bằng gió. Cái này động cơ máy điêu nè. Điêu. Điêu này là máy của xe lưu, xe rải nhựa rồi nè. À, đời cổ á. Giải nhiệt bằng gió nè. Mà giải nhiệt gió bền lắm anh nha, chứ không phải chơi đâu nha. Wow. Nó à, ủa đây mình bán cách nước luôn ha anh. À, đây cách nước luôn. Nước nghĩa địa luôn. Như cái cách nước này ở đây mình bán khoảng nhiêu cái anh? 1,5 triệu cái đó. 1,5 triệu một cái. Rồi nó lớn sao? Lớn thì 2 triệu. Lớn tiền, còn lớn nữa. Lớn nữa thì 2,5 triệu. À, à nó tùy theo cái anh. Rẻ nhất thì nhiêu? Rẻ nhất là 800 triệu. À, rẻ nhất là 800 triệu. À. Nó động cơ này là động cơ gì ta? C55. Cái này anh bán rồi hả? À. À giờ gửi xe thôi. C55. Rồi. Rồi à, mấy cái ET nè. 3T rồi nè. Những cái máy này nè anh, thì khi mà mình đã dọn được hết chưa? Có dọn sơ rồi, có cái dọn cái chưa đó. À, có cái dọn cái chưa. Ờ, thí dụ như người ta lựa chúng cái chưa rồi sao? Anh máy đi dọn. Đi dọn chứ. À, mình đã dọn rửa rồi. À, dọn rửa sạch sẽ. Rồi à, mình có bao ngon không? Bao nổ không? Có bao hết, bao hành năm hết á. Có đổ hơi không? Đổ hơi thì đổi cho hơi khác thôi. À. Đổ hơi đâu xài được. À. Ở đây mình thử trước rồi chứ. Thử, đổ hơi là... Thử, đổ hơi là... Hôm bữa có thằng kia, nó mua cái máy về. Mà nó lúc mà đi đường là chưa đổ nhớt. Nó về để như vậy nó đè lên nổ luôn anh. Nổ luôn là bị dính luôn. Dính luôn á? Dạ, dính đổ hơi luôn. Xong cái ra nó bắt. Nó ra bắt đền ở dưới kia kìa. Xong cái đó kêu không, cái lúc mà ấy là mình thử rồi đâu bị đâu. Sau cái bắt đầu cái hỏi là tại sao cái bắt đầu không, bắt đầu mang về. Mang về thì này nó mới kêu để ấy ra coi thì nhớt chưa đổ. Dạ. Có nhiều người họ bắt chẳng. Dạ đúng rồi, nhớt về chưa đổ. Mà lúc ghi là nó ghi tờ giấy đàng hoàng anh nha, nó ghi là máy di chuyển, hồi đó Viettel nó không cho chế nhớt trong đó. Bây giờ cũng vậy, tôi gửi rồi, sẵn nhớt hết rồi. À. Mà trước khi nó giao hàng là nó không cho nổ máy. À vậy hả? Cho nổ thử nó bắt phải chậm nhớt, dặn à. Viettel rồi. À. Shipper là vậy. À. Là coi như là sải nhớt hết đó, thành thử ra là về cái thằng kia mà dặn đi nó ghi trong giấy đàng hoàng luôn chứ. Mà cuối cùng là bị ấy vậy để cuối. Dầu vô để đèn cái là nhớt hết. Dạ, nổ hư hết đó. Bởi vậy cho nên là phải kỹ đúng không? Rồi, động cơ rất nhiều luôn. Cơ thì nhiều lắm. ECT rồi nè. Cái này là mình muốn mua loại gì thì mình người ta alo cho anh hả? Alo. À, alo cho anh rồi. À, mình mới Zalo cho họ coi. Zalo cho coi. Cái nào được ok. Được, chấm như mấy cái này là mình những cái máy mà thí dụ như nó bị hư rồi mình có thay bạc gì không anh? Không, lấy phụ tùng luôn à. Hả? Lấy phụ tùng hết. Lấy phụ tùng là mình lấy được cái gì? Lấy heo bét dên cốt rồi đó. Chứ còn mấy nghĩa địa này mà nếu mà nó mà hư là bỏ. Hư bỏ rồi làm. Chứ đừng có làm đúng không? Làm nhiều tiền. Làm tốn tiền hơn hả? Ừ. Anh bán cái máy có mấy triệu à? Mà anh đi mua bộ nòng bạc bê tông mấy triệu bạc à? Thì bởi vậy cái máy thì có 5-6 triệu à. À. Và bây giờ anh làm cái máy ra nó cũng 3-4 triệu rồi. Nó gần bằng đó rồi còn tiền công nữa. Công kiếm rồi. Trả cho công hết 2 ngày hết triệu.
Không về ngày phải 500-600 ngàn. Ê, rồi trời ơi, thằng công làm nòng nữa. Thôi vậy thôi đúng rồi, vứt dây chai là đúng rồi. Một năm tôi căng thôi, 40 mấy 50 tấn. Rồi thí dụ như người ta có cần mua phụ tùng của mấy máy này anh có không? Có hết. Đầy đủ hết hả? À là không thiếu. Mua phụ tùng rã thịt đó. À rã thịt là có hết. Rồi ở đây mình còn cái ngành hàng gì nó độc lạ nữa không anh? Trên kia cái gì kia? À, bom ben hả? Mấy cái đề đồ đó. Đề bom ben đồ. Đồ, mấy cái máy này à, có nghĩa là mấy phụ tùng này tháo ra mấy cái đề demo đồ có luôn. Đó. Wow, đề demo đồ có luôn. Có bom nhớt rồi nữa nha anh nha. À. Mấy này nó có bom tay lái rồi nữa đó. Rồi bom ben đồ nữa đó. Ở đây anh có bán hết đúng không? Vậy là quá ok rồi, để em tham khảo, em tham quan một chút coi. À, demo nè. Ủa, đây. Cái này chắc anh nhiều lắm nha. Mấy cái phụ tùng này anh để lại nhiều lắm nha. À, đề nè, quá trời đề luôn. Đề rồi bom ben nè. Demo nè. Ủa trời quá đất. Mấy này là mấy máy rã đó anh. À quá trời quá đất luôn, tha hồ phụ tùng ha. Rồi anh em nào cần cái gì thì cứ alo cho ông chủ, rồi có gì rồi ổng sẽ Zalo rồi cho các bạn, muốn mua máy nào mua, chứ giờ nó nhiều quá rồi không biết đường nào mãi. Mình để cái số điện thoại của ông chủ lên trên cái màn hình luôn nha. Mình cài số điện thoại lên đó luôn cho anh em nào là có nhu cầu thì cứ gọi theo số trên màn hình alo nha. Rồi mến chào anh em. À anh ơi, à, sao em thấy mình á là cái động cơ này quá nhiều vậy anh? À như là hình như em thấy cái đời mà mấy đời này nó thùng kho đồ nhiều quá anh ha. Thùng kho có quạt gió có. Kết nước có hả? Là những cái hiệu gì anh? Văn ma của ta hả? Ừ, nhưng mấy đời này nó cổ cho anh. Cổ hả? À như cái này thì bây giờ nó khoảng mấy triệu một cái anh? Con này 4 triệu. À 4 triệu. Nó có con nào 3 triệu không? Con này 3 triệu rưỡi nè. À 3 triệu. F4. À ù mấy cái này xài nó bền lắm anh ơi. Ừ, có 3 triệu không? Có chứ, 3 triệu cũng có. 3 triệu không có. Con này là mấy? F4. À F4 là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, con đẹp đẹp á, con xấu là 3 triệu. À như con SA50 này chắc cũng rẻ nè. Ừ. Con đó thì con đó phải 4 triệu á. À nó có loại hai bánh trớn không anh? Không. Không có hả? À một bánh trớn hả? Rồi như thí dụ giờ cái con văn ma này đi, cái đầu này mình sơn lại chứ mà sao nó mới dữ anh? Nghĩa địa nó vậy chứ sơn. Ủa nghĩa địa vậy luôn hả? Như cái này thì khoảng bao nhiêu tiền anh? Như đó con này 7 triệu á. Là nó là gì? Văn ma gì? NS80. NS80. NS80 bạc đạn hay là bắt đạn mà anh bán có 7 triệu hả? Wow, rẻ nha. Khoan để em hỏi coi. Mitsubishi M55 bao nhiêu anh? Con này 4 triệu rưỡi. À, 4 triệu rưỡi. Ồ, bữa nay em mới biết anh bán rẻ nha. Rồi, con này cái gì ta? Con này thì cũng SA55 nè. Con này gió thì nó khoảng 5 triệu rưỡi. À, vậy hả? Rồi, để em coi. Quá trời luôn ha. Rồi, điện thoại em. Ồ, Kumota. Cái đời này cổ cho anh. Cổ. Cổ hả? R90-1 ha. R90-1. Như này thì nó khoảng nhiêu tiền anh? Con đó hả? Con đó 10 triệu anh. Là 9 ngựa. 10 ngựa, 12 ngựa. Đó là 9-12 á. Cái thứ này nó xài cho trong mấy cái máy này nghĩa địa, trong mấy cuộn rơm nè. Ừ. Trong mấy máy ấy nè. Mấy gặt lúa rồi nè. Như cái này nó bao nhiêu ngựa anh? NS10. Khoảng bao nhiêu tiền? Con này hả? Dạ. Con này 9 triệu. À, 9 triệu. À. Như vậy đây là mình có cái động cơ nó từ khoảng bao nhiêu ngựa tới bao nhiêu ngựa anh? 3 ngựa. Từ 3 ngựa. 3 ngựa cho đến 15 ngựa. Tới 15 ngựa, 3 ngựa là 3 triệu hả? Ờ, 3 triệu. Rồi 15 ngựa thì mình bán nhiêu? 15 thì nó khoảng 13 triệu. À, 15 ngựa thì 13 triệu là bán rẻ hơn cái ngựa đó. Ê, nhưng mà cái này bán mắc à. KK RK 125 à. Mười mấy triệu á. À. 105 này bán 18 triệu không? Ừ, nó khoảng 15-16 triệu. À vậy hả? Wow. Ô NS quá trời kìa. NS lóc vàng rồi mấy thứ đó xài đã lắm. Rồi mấy con này gì mà mình chất chồng lên đây anh? Nó
chậm quá chắc chậm vậy. À vậy hả? Như mấy cái này thì nó khoảng nhiêu tiền con? Thì nó cũng tùy theo đó, 3 triệu mấy, 4 triệu trở lên. Như cái đống này em nghĩ chắc cũng rẻ tiền à? Ừ. Thùng kho quá trời luôn. Dạ, đa số thùng kho. Mấy triệu một cái. Kho thì 3, 4 triệu vậy. Mua mấy cái này về xịt thuốc đồ có lý anh ha? Ừ, không mua nhiều. À, nó rẻ rè. Với lại cái thứ này nó chạy ít hao dầu lắm nè. Tiếng hồ nửa lít à. Xị à, ít hao lắm. Ở đây là nông cơ Nguyễn Văn Châu các bạn nha. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ việc alo cho anh Châu. Các bạn muốn máy bao nhiêu có. Ồ, có cái kia độc quá anh. Cái đó đó. Cái đó hàng chắc trong máy gặt lúa ra. Rồi các bạn muốn mua thì cứ alo cho anh Châu theo số điện thoại mình ghim trên màn hình luôn nha. Rồi các bạn muốn lấy con nào thì muốn lấy cái loại nào cỡ bao nhiêu tiền. Thì các bạn cứ điện thoại ảnh rồi anh Zalo rồi cho. Rồi được thì mua thôi. Nhớ con này quá đẹp ha. Con này chắc cũng 7-8 triệu ạ. 70 đó, 7 triệu rưỡi. À 7 triệu rưỡi hả? SS70 bạc đạn. Tính ra rẻ đó, không mắc. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ việc alo với ông chủ ha. Rồi mến chào anh em nha. Mình ghi cái số điện thoại trên màn hình cho anh em tha hồ lựa chọn ha. Nhiều máy đẹp lắm. Máy quá đẹp không. Rồi.